Lũ bẩn thỉu, mau tránh ra cho ta. Cửu Vĩ, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát nữa. Hãy quy phục làng nước của chúng ta đi, trở thành công cụ để chúng ta xâm chiếm các nước khác. Khổ kiếp, các ngươi đừng có mơ, ta không phải là công cụ chiến tranh của các ngươi. Dài. Chào các bạn, tôi hôm nay là Cửu Vĩ. Kể từ khi Naruto, tức là chủ thể trước đây của tôi, chết đi, trải qua hàng trăm năm thì lòng tham của con người bắt đầu tăng lên. Họ bắt đầu tranh giành quyền lực, xâm chiếm lãnh thổ và giết hại lẫn nhau. Chưa dừng lại ở đó, họ còn sử dụng sức mạnh của vĩ thú để làm công cụ tàn sát chính đồng loại của mình. Và tôi cũng là một trong 9 nạn nhân. Mặc dù tôi là Cửu Vĩ mạnh mẽ, nhưng hiện tại con người số lượng rất đông. Bọn chúng ngày đêm ráo riết săn bắt và muốn thâu tóm tôi. Cũng may lần này tôi may mắn thoát được. Trong lúc chạy trốn, đột nhiên tôi nhớ tới những lời dặn dò cuối cùng mà người thầy đã tạo ra chúng tôi từng nói. Hãy chào đời nào các vĩ thú. Ta tạo ra các con là chính phần sức mạnh của tập quỷ. Ta mong các con hãy sống yên bình, chan hòa và yêu thương lẫn nhau. Đồng thời các con hãy giúp con người phát triển, cũng như kiềm hãm sự hung hãn của họ. Nếu sau này các con gặp rắc rối, hãy hội tụ với nhau và triệu hồi ta. Ta sẽ trở lại. Được rồi, ta đi đây. Vâng, và người thầy của chúng tôi đó chính là Lục Đạo Tiên Nhân. Ông ấy cũng chính là người đã truyền dạy ninja cho nhân loại. Nhưng lũ nhân loại thật là tham lam và vô cùng tàn nhẫn. Được rồi, bây giờ việc cấp tốc hàng đầu của tôi đó chính là tập hợp tất cả các vĩ thú lại. Đau quá, dừng lại đi. Lâu quá chết tiệt, các ngươi không thể giết ta. Ngươi đừng trách bọn ta. Bọn ta chỉ làm theo ý chỉ của loài người chủ nhân bọn ta mà thôi. Hãy giao hết toàn bộ sức mạnh của ngươi đi nhất quỷ. Không, nếu là vậy ta sẽ chết ta. Chết tiệt, thì ra là lũ ếch thuộc hạ của bọn con người à. Các ngươi đừng hòng đụng vào nhất quỷ. Mau, tránh xa nó ra. Nó không phải là công cụ chiến đấu của các ngươi đâu. Hay quá, cậu ấy tới kịp lúc lắm. Cứu ta, cứu ta. Chết đi, lúc khốn kiếp. Còn ngươi nữa, ngươi là vĩ thú đó. Ngươi làm cái gì mà để lũ ếch đó hành hạ ngươi như thế kia? Tại vì tôi sẽ chết quá nên tôi cứ ăn ngủ rồi ị. Ăn nhiều quá tôi bị béo phì. Chiến đấu được một chút thì tôi đã mệt lả rồi. Cảm ơn Cửu Vĩ nhiều lắm. Ngươi không cần phải cảm ơn ta đâu. Nào, nhanh chóng lên, theo ta. Tập hợp tất cả các vĩ thú lại, rồi sau đó triệu hồi thầy giáo của chúng ta ra một lần nữa, để ông ấy giúp đỡ chúng ta thoát khỏi tình cảnh này. Hả? Ngươi muốn tái hợp lại cái lớp học vĩ thú của chúng ta? Còn cái ông thầy nhiều chuyện kia nữa, trời đất ơi, ta không muốn đi học đâu. Hồi đó ta học cái hiểu gì hết á, bị ông cho chép phạt cặn chết, ta không muốn đâu. Vậy bây giờ ngươi muốn ở đây chờ cái lũ ếch kia kêu tới phải làm thịt ngươi à? Không. Thế thì đừng có nói nhiều nữa, nhanh chóng theo ta đi tập hợp tất cả các vĩ thú còn lại nào. Tôi vô tình cứu được nhất vĩ khỏi tay của lũ ếch dữ tợn. Đồng thời thì tôi cũng đã thuyết phục nó gia nhập và tái hợp lại lớp học quỷ thú năm xưa. Nó cũng đã đồng ý và tôi cùng nó lên đường để tìm những thành viên còn lại. Cứ đi mãi, lục tung khắp mọi nơi ở khu rừng thế giới Naruto này. Chúng tôi cũng đã bắt gặp được những thành viên tiếp theo. Nhìn kia, là trạng thái Susanoo khổng lồ của loài người. Khốn kiếp, sao bọn chúng ở đây nhiều quá vậy? Ta cảm nhận có năng lượng của vĩ thú. Chắc có lẽ vĩ thú nào đó đang ở đây. Được rồi, trộn cát mập địch, tiến lên nào. Không, lũ đẻ cát này, tránh xa bọn ta ra, đừng giết bọn ta. Là Tứ Vĩ và Lục Vĩ, họ bị lũ Susanoo màu xanh này bao vây. Chết tiệt, mau giải cứu họ thôi. Được rồi, mau tiến lên, cứu những vĩ thú đang mắc kẹt ở đây. Thế là tôi cùng với Nhất Quỷ Mập Địch nhanh chóng lao vào trung tâm của lũ Susanoo mà con người hóa thành. tấn công bọn chúng. Bọn chúng cũng đã phản công lại những đòn sấm sét vô cùng mạnh mẽ. Sau đó thì tôi cũng đã hô hoán lớn để cho tứ vĩ cùng với lục quỷ phát hiện ra chúng tôi và nhập lại thành một bọn. Sau một hồi chiến đấu, tôi cảm thấy tình hình khá là căng thẳng. Để bảo toàn lực lượng và tính mạng của các vị thú khác, tôi nhanh chóng cho tất cả rút lui. Nào, nào, mọi người, theo tôi, chạy khỏi đây nào. Cảm ơn cậu quỷ, ta không ngờ ngươi lại tới đúng lúc cứu bọn ta. Bọn ta hứa sau này sẽ làm mai bà hàng xóm hôi nách cho ngươi lấy làm vợ. Ta không có cần đâu, đừng có ăn nói xà lơ. Mau nói kế hoạch cho bọn chúng biết đi chức quỷ. Các ngươi dính cái lỗ tai lên nghe rõ nè. Vừa di chuyển thì nhất quỷ cũng đã giải thích mọi sự việc cho hai vị thú vừa gia nhập nghe. Và sau đó thì tất cả bốn chúng tôi nhanh chóng tiếp tục lên đường đi tìm các quỷ thú còn lại. Đi thêm vài ngày nữa thì cuối cùng chúng tôi lại bắt gặp thêm một số vị thú khác. Dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa. Mẹ Kim, mèo linh hồn là của ta. Ta và cô ấy đã yêu nhau mấy trăm năm rồi. Tại sao ngươi lại xen vào hả thất quỷ kia? Cái quái quỷ gì ở đây? Nhị quỷ, tam quỷ và thất quỷ, bọn chúng trải qua mối tình tay ba, bây giờ bắt đầu giành giật cái với nhau à? Chết tiệt thật. Thế giới ngoài kia lũ con người đang muốn tiêu diệt quỷ thú, vậy mà bọn chúng ở đây làm những cái việc hôi nách như thế này. Mau, tất cả quỷ thú ngăn chặn bọn chúng lại. Mẹ Kim, kẻ nào xen vô chuyện của bọn tao? Hả? Là cú quỷ, còn có cả nhất quỷ, tứ quỷ và lục quỷ nữa. Các người tới đây làm gì? Đây, hai thằng khứa kia, cú quỷ và bọn ta tới đây là để lo tới sự tồn vong của ba người đó. Đúng vậy, dạo gần đây loài người cực kỳ độc ác và nguy hiểm. Bọn chúng đã sử dụng khả năng sức mạnh của mình, còn kéo chúng ta vào để trở thành công cụ của bọn chúng. Cho thế ngày hôm nay ta tập hợp tất cả vĩ thú lại để chiều hồi sư phụ của chúng ta xuất hiện một lần nữa, và mong ông ấy sẽ đưa ra ý kiến cứu giúp thế hệ của chúng ta. Thì ra các người đến đây là vì mục đích như vậy. Nhưng mà bác vị đã bị loài người giết chết, hấp thụ hoàn toàn chakra rồi. Còn ngũ quỷ đã bị mất tích, không ai biết được giờ hắn ở đâu. Làm sao chúng ta có thể hợp nhất và triệu hồi được sư phụ chứ? Người cứ yên tâm. Trước đây ta từng nghe sư phụ nói rằng chỉ cần 5 trong số 9 vị thú của chúng ta tập hợp lại một chỗ, sử dụng toàn bộ năng lượng sức mạnh bên trong của chúng ta, thì vẫn có thể triệu hồi được linh hồn của máy quay trở lại. Hả? Hay quá. Vậy bây giờ chúng ta đã có được 7 thành viên rồi. Mau triệu hồi sư phụ của chúng ta ra đi. Nào, đến lúc rồi, các ngươi mau nhanh chóng truyền hết toàn bộ chakra năng lượng cho ta. Ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để bắt đầu triệu hồi linh hồn của sư phụ. Nhìn kìa, xuất hiện rồi, sư phụ quay trở lại rồi. À, đúng là thầy của chúng ta. Thật không ngờ, cuối cùng chúng ta được gặp ông ấy rồi. Thì ra là các con đã gọi ta thức tỉnh. Đã bao lâu năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau. Các con càng ngày càng trở nên lớn quá, thật là khổng lồ. Sư phụ ơi, con nhớ sư phụ lắm. Con nhớ những bài học mà sư phụ đã dạy cho chúng con lúc nhỏ. Công ơn nuôi dưỡng của sư phụ, chúng con không bao giờ quên được. Xạo chó Nhất quỷ, người bớt xạo chó lại đi. Lúc đầu ngươi còn không muốn triệu hồi thầy của chúng ta ra mà. Thưa thầy, chúng con triệu hồi thầy ra là muốn cầu cứu người, mong người hãy giúp đỡ chúng con. Hả? Các con gặp phải rắc rối gì à? Nhưng khoan, ta chỉ thấy 7 trong số 9 vĩ thú mà thôi. Bác vĩ và ngũ vĩ đâu rồi? Sư phụ ơi, bọn họ bị lũ con người giết chết hết rồi. Chúng con cũng đang trong tình cảnh lâm nguy đây nè. Chính lũ con người mà sư phụ đã dạy nhân thực cho bọn chúng, bây giờ cho bọn chúng ta đọc lắm. Cái gì chứ? Không thể nào. Đúng đó sư phụ à. Chắc có lẽ Ngài đã biến mất từ rất lâu, nên Ngài không biết tình hình ở thế giới này. Lũ con người vì ích kỷ bản thân, vì quyền lực, thậm chí còn vì thức ăn và cái đẹp, bọn chúng sẵn sàng tàn sát lẫn nhau. Và bọn chúng coi chúng con giống như là công cụ chiến đấu của bọn chúng vậy. Chúng con khổ lắm. Xin sư phụ hãy giúp đỡ chúng con thoát khỏi tình cảnh này. Ai, thật là đáng buồn. Bây giờ ta chỉ tồn tại dưới vẻ một linh hồn, một nguồn năng lượng, cũng chẳng có thể làm được gì. Còn các con lại sợ hãi trước sức mạnh của con người. Chỉ còn cách đó thôi. Các con phải tìm những nguồn năng lượng còn lại của ngũ quỷ và ma quỷ, hợp nhất tất cả lại. Các con sẽ trở thành thập quỷ. Chỉ có thập quỷ mà răn đe loại người, khiến họ sợ hãi, quay đầu là bờ. Vâng, chúng con hiểu rồi. Chúng con sẽ lên đường ngay lập tức.